ứng cử viên cũng như là những người mà liên quan tâm đến cái vấn đề tranh cử bầu cử ở trong cộng đồng mình đó. Họ tổ chức những chương trình nó gọi là họ hay gọi nôm na là Rock the Vote. Mục đích là làm cái gì? Mục đích là kêu gọi những người nào chưa ghi danh đi bầu, là công dân mà chưa ghi danh đi bầu thì ghi danh đi bầu. Những người nào mà rời đi đã ghi danh và đã từng đi bầu nhưng mà đổi địa chỉ, nhất là các chú bác lớn tuổi không có biết cái cách nào để mà điều chỉnh lại cái địa chỉ của mình thì họ sẽ không nhận được lá phiếu, thành ra họ sẽ đến những cái buổi mà rock the vote như vậy để mà tái ghi danh lại, để chúng ta có thể chắc chắn là có lá phiếu. Mục đích là làm sao cho người Việt Nam của mình đi bầu càng đông càng có lợi cho người Việt Nam của mình, bởi vì tất cả những người đại diện cho dân á, từ cấp liên bang cho đến tiểu bang và quận hạt, họ luôn luôn nhìn vào cái số người đi bầu để mà họ có những cái quyết định là những cái tài khoản để giúp đỡ cho cộng đồng của mình nó nhiều hơn hay là nó ít hơn. Thành ra việc đi bầu là quan trọng lắm. Kế đến là bầu cho người nào, người ta gọi là bầu đúng mà cử cho nó xứng đáng. Thì đó là những cái việc mà họ luôn luôn họ kêu gọi để mà làm sao càng có đông người ghi danh càng tốt. Và ông hiện diện ở đây là với tư cách là người ủng hộ cho bà Janet Nguyễn à? Tôi là người ủng hộ cho bà Janet Nguyễn thì cái điều đó ai cũng biết rồi. Lý do tại sao tôi ủng hộ cho bà Janet Nguyễn là bởi vì bà là thượng nghị sĩ. Trong cái kỳ ra tranh cử giám sát viên kỳ này, chúng ta có 4 người Mỹ gốc Việt đều là Đảng Cộng Hòa và chỉ có một người là ứng cử viên là người Mỹ gốc Mễ và là Đảng Dân Chủ. Thì nếu mà nhìn từ cái cục diện mà Dân Chủ và Cộng Hòa đó đang tương đương với nhau ở địa hạt 1 quận Cam thì chúng ta thấy rằng chúng ta người Việt ta bị chi phiếu. Và cái người Mễ là họ có được toàn số ủng hộ của Đảng Dân Chủ. Nếu mà cái cuộc bầu cử trong tháng 3 này người nào hai người nào mà được cao phiếu nhất thì sẽ vào tranh với nhau trong tháng 11. Tuy nhiên nếu mà ở cái tháng 3 này người nào được 50% cộng thêm một phiếu nữa thôi là có thể thắng luôn, không cần phải đợi đến tháng 11. Thì hai người có cái triển vọng xa xôi thôi, rất nhỏ là có thể làm được chuyện đó, là cái bà ứng cử viên người Mễ cũng như là bà Trần Nguyễn. Còn ba ứng cử viên khác đó thì vì họ yếu hơn, họ chưa có cái tầm mức đã có cái quá trình tranh cử nhiều lần và thắng lớn như bà Trần Nguyễn thì sẽ khó thắng được. Anh em tôi có gặp một số người ở đây nè, có những người là cũng là bạn thân của ông Michael Võ, cũng có những người là cư dân của Westminster, nhưng mà họ chia sẻ rằng tuy họ là bạn của anh Michael Võ nhưng mà vì họ thấy ông Michael Võ khó có thể thắng được, thành ra họ đến đây để họ dồn cái lá phiếu họ vào cho bà Janet Nguyễn, hy vọng là bà sẽ thắng luôn được 50% cộng 1. Nếu mà được cái điều đó thì chúng ta khỏi phải quan tâm đến cái rủi ro là vào tháng 11 chúng ta mất cái ghế giám sát viên vào tay cái người ứng cử viên người Mỹ gốc Mễ và Đảng Dân Chủ, thì coi như là cộng đồng Việt Nam của mình suốt từ mười mấy năm qua đã nắm giữ cái ghế giám sát viên mà bây giờ bị mất tay về một cái người khác thì nó là một cái điều hết sức là đáng tiếc cho cộng đồng của chúng ta. Thì mục đích chúng tôi yểm trợ bà Trang Nguyễn là vì chúng tôi đứng sau cái người ứng cử viên nào mà chúng tôi nghĩ là xứng đáng hơn, nhưng mà quan trọng hơn nữa là cho ứng cử viên nào mà chúng ta nghĩ rằng có thể thắng đè bẹp được cái đối thủ là cái người ứng cử viên người Mỹ gốc Mễ thôi anh. Vậy thưa ông, là cái đối thủ ông xác định được rằng là quan trọng nhất của bà Janet Nguyễn đó là một cái bà Francis của ở bên Đảng Dân Chủ chứ không phải là một cá nhân người Việt khác như là ông Trần Thái Văn hay bất cứ ai là. Dạ chắc chắn là như vậy. Tôi nghĩ rằng là hai người mà về nhất về nhì sẽ là bà Janet Nguyễn và cái bà Marquez là người ứng cử viên người Mỹ gốc Mễ và của Đảng Dân Chủ. Và trong thời gian vừa qua thì cái ghế giám sát viên này tranh cử đối với bốn người là gốc Việt, trong đó thì nổi bật lên là ông Trần Thái Văn với bà Janet Nguyễn. Thì ông Trần Thái Văn thì lại liên quan đến là hiện giờ đang giữ chức là chủ tịch, không phải là dân tránh văn phòng đó của ông Lê Đỗ, thì ông cho rằng là nó có sự liên quan gì không, và đó là một cái đối thủ của bà Janet Nguyễn, thì sẽ có cái tranh thủ phiếu gì đối với cộng đồng chúng ta không? Nó có ảnh hưởng là bởi vì ông ta dù gì nữa cũng sẽ được một ít lá phiếu của cử tri người Mỹ gốc Việt, nhưng mà không đủ để mà có thể làm cho bà Trần Anh Nguyễn để thắng được bà Trần Anh Nguyễn. Tuy nhiên có thể làm cho bà Trần Anh Nguyễn bị mất đi cái 50% cộng một phiếu. Vì vậy mà tôi nhấn mạnh là rất quan trọng là cử tri của chúng ta, dù cho có là bạn thân của ông Michael Võ hay là bà Kimberly Hồ hay là ông Trần Thế Văn, chúng ta quyết tâm dồn về một người mà thôi, thì phải dồn vào cái người nào mà có cái thành tích rõ ràng, đó là bà Trần Anh Nguyễn. Chứ nếu không nó rủi mà cái người Mễ năm nay vì lý do gì mà họ được 50% cộng 1 là chúng ta mất đi cái ghế giám sát viên của cộng đồng của mình cho một cái cộng đồng khác.
và điều đó điều chúng ta không muốn xảy ra. Và trước đây đó, cách đây mấy ngày thì có một cái bản một cái tờ báo của phía bà Giáo sư Nguyễn đưa ra, thì trong đó thì xác định rằng cái đối thủ trong cái liên danh lần này là bà Kimberly Hồ với ông Trần Thái Văn, và cái nhóm bên đó là gọi là dính liền với nhau. Thì ông có đánh giá gì về các ứng cử viên đó, ba ứng cử viên đó có thể là liên kết với nhau không? Có lẽ là như vậy, và ít nhất là với bà Kimberly Hồ, vì bà đã từng nói trên phỏng vấn ở trên đài của cái ông một cái người YouTuber khác, bà nói rằng là nếu bà thua thì bà sẽ quay sang bà ủng hộ ông Trần Thái Nguyễn, ông Trần Thái Văn, xin lỗi. Nếu bà Kimberly Hồ thua thì bà nói rằng bà sẽ ủng hộ ông Trần Thái Văn. Không có một ứng cử viên nào mà đang ra tranh cử mà lại nói một cái câu đó hết, bởi vì nói như vậy tức là cho biết là thực sự ra cái dục tâm của mình không phải là muốn ra tranh cử mà chỉ muốn ra phá phiếu để cho bà Trần Nguyễn không thắng được. Mục đích của họ chỉ là làm sao Trần Nguyễn không thắng, mà làm như vậy đó, họ không thắng được mà họ muốn cho Trần Nguyễn thua, thì tức là dâng cái ghế giám sát viên này cho cái cộng đồng khác chứ không để giữ lại cho cộng đồng Việt Nam chúng ta. Hình như ở góc độ của chỗ ông Michael Võ thì như cũng có phát biểu tương tự thưa ông. Nếu mà như vậy thì nó quá rõ ràng, mà chúng ta nhìn thấy nè, bà Kimberly Hồ trên website trang mạng của bà đó thì nó không có quảng cáo gì bà sẽ làm cái gì, mà chỉ có một trang duy nhất là trong đó là vận động gây quỹ cho bà mà thôi. Thành ra cái mục đích đó tôi thấy rằng là chỉ có một cái nét là bà không có thực sự muốn ra tranh cử mà chỉ ra để mà gây quỹ và muốn làm sao cho bà Trần Nguyễn không thắng được, chứ không phải tức là để cho người Mỹ thắng chứ không phải để cho cộng đồng Việt Nam trong thắng. Ngoài ra đó anh, bà nói bà dùng cái cơ hội này bà ra tranh cử để bà bêu xấu cá nhân ông bà Trần Nguyễn, không có nói về bất cứ một ứng cử nào khác mà chỉ nhằm vào bà, đánh phá bà Trần Nguyễn. Thì như vậy anh thấy rằng là cái mục đích là nó rất rõ ràng, tại nếu bà ra tranh cử thì tại sao bà không nói đến ông Trần Thái Văn cũng có những cái sai trái, ông Michael Võ cũng sai trái, mà chỉ nhắm vào một mình bà Trần Thái Nguyễn. Nhìn qua như vậy thì cử tri và đồng hương cũng đã biết rõ là cái dụng tâm đằng sau lưng của họ là cái gì. Thí dụ bà lôi ra những cái chuyện mà tôi thấy không đúng sự thật, nhưng mà bà bịa ra và bà cho rằng bà Trần Thái Nguyễn là không có đạo đức. Nhưng mà nhìn lại xem chính bà mới là người không có đạo đức. Bà Kimberly Hồ trong cái năm 2020 thì bà đã cùng với lại ông Charlie Nguyễn Mạnh Trí toa rập với nhau. Bà Kimberly Hồ thì bổ nhiệm cho người con của ông Charlie, và ông Charlie thì bổ nhiệm cho người con của bà Kimberly Hồ vào cái ủy ban quy hoạch của thành phố, mà không hề nói biết là đây là hai người con của mình. Thật ra chính bà mới là làm việc y chang như nghe đồ đổ, anh thấy không? Vâng, thưa ông, thì hiện giờ có một câu hỏi khá lớn là các cái cử tri đặt ra đó là bà chúc mừng năm mới và chúc quý vị là thượng nghị sĩ của tiểu bang, và tại sao thì lại anh em chúng tôi để mà đi về sân khấu cho anh chị em các cái điều này nó rất là quan trọng, là bởi vì đó gần đây đó ông Andrew Đỗ bị mang tay tiếng rất nhiều và nó làm xấu hổ cho cộng đồng người Việt của chúng ta đối với lại người bản xứ. Thành ra vì vậy mà tôi nghĩ rằng bà thượng nghị sĩ Trần Nguyễn là cái người xứng đáng và cần thiết phải quay trở lại quận Cam để mà chứng chỉnh lại quận Cam và lấy lại cái danh dự cho người Việt Nam của mình đối với người bản xứ. Và bà đã nói rằng bà nếu bà về làm giám sát viên, bà sẽ điều tra tường tận để cho để mang những cái người mà đã tham nhũng hay là đã lạm dụng cái quyền hạn của văn phòng của mình đó phải trả lời trước pháp luật. Và như vậy thì chứng tỏ cho người bản xứ biết rằng người Việt Nam của chúng ta không có toa rập, không có ba che và không có tham nhũng, có những người rất tốt. Thì đó là cái việc mà phải cần có người lãnh đạo giỏi như bà Trần Thái Nguyễn về để lại lấy lại danh dự cho cộng đồng của mình. Và với tư cách cá nhân thì ông có phù hợp với cái mong muốn của bà Trần Thái Nguyễn hay không, là lôi đầu những người hoặc là lôi ra tất cả những cái khuất tất hay là những người đã có vi phạm ra trước pháp luật không? Tôi cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali đã ra một cái thông cáo rất là rõ ràng, và tôi sẽ chia sẻ bạn trong một cái dịp nào nếu mà hai anh có thể đó, bây giờ mình không thì giờ. Nhưng mà cộng đồng đã lên tiếng yêu cầu ông Andrew Đỗ phải từ chức và những người này về cái tiền đó đi ra đâu. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta chờ xem ngày 5/3 tới đây, ngày bầu cử sơ bộ, và thưa quý vị, ra lý viện là một trong những ứng cử viên cho chức vụ giám sát viên địa một điều chúng ta có quyền hy vọng để bà đưa ra tất cả những ánh sáng, những gì mà báo chí tại có những người còn chưa đang nói rất nhiều, và chúng ta phải đòi hỏi quyền lợi của chúng ta như thế nào, mà chắc chắn bà hứa như vậy được không? Dạ đúng, dạ đã hứa với quý vị là mình phải nói đến quần ngắm thưa quý vị. Tại sao một người giám sát viên mà cho đứa con gái chúng ta, họ chúng ta 22 tuổi và chính văn phòng ông ta là Trần Thái Văn, ông Trần đó, cho 13.5 triệu đô la đi đâu? Tại sao không có
cho cái giấy tờ cho ông Cam biết là cái tiền đã làm được việc hay không, thì mình phải hỏi đến ông Cam, xin quý vị. Nhưng mà hồi nãy là bà có dùng cái từ là băng đảng đó, thì bây giờ bà có thể giải thích rõ hơn là vì sao? Dạ, thưa quý vị, đã thấy rồi, trong nhiều năm qua đó quý vị, mỗi lần mà Cha đã đi bầu cử ứng cử viên nào á của Cha mình, lúc mà Cha đi ứng cử á, quý vị đã thấy cái băng đảng của bố già băng trần đó, thưa quý vị, mỗi ngày là vương khống nói không có đúng sự thật và vương khống che hết mỗi bầu cử, thưa quý vị. Và chúng tôi cũng biết đó là quý vị đã thấy mỗi bầu cử quý vị nói là mấy người đó không có đúng, không có tốt giúp cho che hết, thưa quý vị. Nhưng mà thắng được cái bầu cử này á, mình sẽ diệt được cái băng đảng đó, và mình sẽ tổng kết nói là băng đảng chính trị bố già băng trần đó, và băng đảng của ta đó là cộng đồng không có chấp nhận, và mình kêu đem đó đừng có ứng cử nữa, thưa quý vị, giúp cho Che đó, quý vị phải đoàn kết và phải bỏ phiếu rất là mạnh, và xin quý vị bỏ phiếu cho Che đó là cột số 4. Thì có những thông tin nói rằng là sau khi bà đắc cử đó, bà sẽ làm những công việc đầu tiên của tuần lễ đầu tiên là sẽ mở lại hồ sơ để mà điều tra của cái sự việc đúng đó, đúng không? Ai đưa đổ có đúng ra không ạ? Dạ đúng, thưa quý vị, tại Janet đã hồi xưa là một người giám sát viên đã có kinh nghiệm, và chúng tôi ngày đầu tiên sẽ kêu ông Cam audit cái tiền COVID của ông giám sát viên em chủ đổ, và tránh văn phòng công tác băng trận đã tiền nó ra đâu, tiền nó đã xài và tiền nó cho ai, và express cái tiền mà 13.5 triệu đô la của ông Cam cho con gái của ông giám sát viên em chủ đổ, con gái của ông ta chỉ 22 tuổi mà xin tiền. Rồi chúng tôi mong là quý vị giúp cho Janet, bỏ Janet lên cái hội đồng giám sát để cho mình coi lại tại sao lúc mà người COVID á, quần gan có bao nhiêu tiền đó, mấy triệu đô la mà đại học của chúng ta không có gạo. Và chúng tôi xin là quý vị giúp cho Janet để cho Janet tới hội đồng giám sát. Cái khác biệt giữa Kimberly với lại bốn ứng cử viên kia, nếu mà họ muốn bỏ phiếu thì cái khác biệt giữa Kimberly với lại những người kia như thế nào, có thể tóm lược lại những gì mình có mà người kia hoặc những người kia không có không? Nếu mà quý vị có nghe được, nếu mà quý vị có thể nghe được cái họp báo của Kimberly thì hôm nay cũng cỡ 2 tiếng mà Kimberly nói rất là rõ cái sự khác biệt. Thì nếu tóm lại thì thứ nhất là cái đạo đức. Cái đạo đức thì Kimberly có, và quý vị biết là trong suốt bao nhiêu năm qua, 30 năm Kimberly làm việc ở trong cộng đồng này, cơ sở thương mại ngay tại thành phố Westminster, và 8 năm phục vụ trên hội đồng thành phố, thì Kimberly cũng đã gọi là bày tỏ cái thứ nhất là đạo đức, và khi nào cũng đặt cử tri trên hết. Và những cái việc gì mà quý vị cần, những cái needs của quý vị là những cái mà Kimberly sẽ làm. Một khi lên giám sát viên thì chúng tôi có cơ hội để có thể nó làm được nhiều hơn cho quý vị, để phục vụ quý vị tốt hơn, vì cái ngân sách nó lớn hơn. Cái thứ nhì đó là ngoài cái đạo đức thì thưa quý vị, là khi Kimberly ra phục vụ thì quý vị biết là Kimberly là đều là chích tiền túi ra để làm những cái gì cho quý vị, nếu khi cần. Và
khi nào cũng quan tâm đến đồng hương và những cái gì cần thiết của đồng hương. Đặt cái quyền lợi của mình, có thể nói là quyền lợi của Kimberly là không có, Kimberly không quan tâm đến. Tại vì còn so sánh với những cái ứng cử viên khác đó thì Kimberly có thể nói là có những ứng cử viên họ không, và nói là họ đã đang ngồi ở trên thượng nghị sĩ, đang làm thượng nghị sĩ, đang ngồi lên thượng viện mà phải bỏ cái ghế cao nhất, mà phải nói là cái ghế đó tốn cư dân, tiền thuế của dân đến cỡ 2 triệu để bầu, tại vì lên một lá phiếu là tốn cho tiểu bang, không nếu nói đến thượng nghị sĩ. Và đảng Cộng Hòa cũng phải bỏ ra đến 3 triệu rưỡi cỡ, là tính ra là có 6 triệu để cho cô ngồi trên đó. Mà bây giờ cô lại về đây là tại vì cô thấy có 10 tỷ. Hả? Cộng, thì bây giờ 4 tỷ là quý vị biết là chúng ta đã từng thấy cái tiền Cal Optima đó, họ đã nhúng tay vào và họ đã lấy của dân. Và bây giờ Kimberly chỉ nói tóm lại là như vậy thôi. Cái quá khứ, nếu quý vị lên Internet thì quý vị thấy rõ hơn, là nếu mà quý vị đã nghe là cái người giám sát viên hiện tại lấy tiền cho con gái, thì Janet cũng như vậy, trước đây là cho làm việc thì cũng như là non-profit, xong rồi lấy tiền của dân đưa qua cho con trai, cho em trai cũng như là chị gái. Cái đó về cộng trong nước được gọi là mở một cái sân sau rồi. Dạ, thì ngoài đó ra đó thì quý vị nó rất là nhiều cái mà nó khác biệt. Tại vì Kimberly thì học vấn, mình có cái comprehensive review, tất nhiên là một cái comprehensive experience, tức là kinh nghiệm, không phải là chỉ nó về public mà còn có private, những cái như là những cái gì mình đã làm trong quá khứ hay là những cái kinh nghiệm học vấn, thì nó đầy đủ để có thể nói là prepare cho Kimberly cho cái ghế này, chứ không phải là mình chỉ nhìn hay là có kinh nghiệm cho một thành phần mà thôi. Dạ. Rồi những cái gì mà trong quá khứ Kimberly nói là Kimberly làm, trong khi quý vị đã nghe nhiều lần cử tri nói là mấy người mà đi ra ngoài Kimberly, họ ra tranh cử, họ đều là con ma nhà họ hứa, là họ cứ hứa hẹn. Rồi quý vị thấy mấy năm trước đây Kimberly là không nhớ là bao nhiêu năm, nhưng mà cũng khá gần. Khá gần đây là khoảng 5 năm, 7 năm gì đó. Janet đã hứa là đưa các thương phế binh ở Việt Nam qua đây. Và khi mà họ nghe, họ tưởng thiệt. Thì sau đó thì bà nói là bà không có khả năng để đưa qua, bà chỉ đưa lên cái idea đó cho quốc hội thôi. Thì bà nói như thiệt lúc mà bà ra tranh cử. Thành ra Kimberly là nói là làm. Khi mà bà làm như vậy đó, nó rất là tội những người mà thương phế binh mà đã gọi là đi mượn tiền, chạy tiền để họ làm thủ tục giấy tờ vân vân, rồi rốt cuộc họ không được qua, họ bị stuck với cái nợ rất là lớn. Muốn hỏi Kimberly, hiện nay ở quận Cam mình đó là cư dân có nhiều sắc tộc khác nhau, nói riêng người Việt của mình ở Westminster, Garden Grove là những thành phố lân cận, những người mới qua cũng khá nhiều. Kimberly có một cái chương trình plan để mà giúp những người mới qua không, ngoài housing hay là tất cả những cái gì, những người nào mới qua hay đã ở đây lâu thì mình đều có cái chương trình để giúp họ chứ. Dạ, thì mình phải có ví dụ như họ cần là dịch hoặc là họ cần giúp đỡ. Đó là lý do mà Kimberly tranh đấu cho housing. Thì mình không thể nào để housing một cái cuộc chờ đợi đến 17 năm. Thấy không? Thành ra Kimberly nghĩ rằng nhiều người sẽ rất là cần housing là tại vì thời buổi khó khăn, vật giá leo thang. Thấy không? Cái tiền lương của họ thì nó không lên kịp, thì không theo đuổi kịp. Mà ở dưới miền Nam Cali này đắt đỏ, càng ngày càng đắt đỏ. Thành ra Kimberly nghĩ rằng sẽ có nhiều người cần housing. Thì cái kinh nghiệm của Kimberly về xây cất là cái mà nó sẽ giúp cho chúng ta xây được thêm và có cái nhìn rất là đặc biệt
về xây cất để làm sao mà chúng ta có thể nhanh chóng xây thêm những cái nhà gọi là affordable housing, nhà rẻ tiền, để giúp cho quý vị cao niên cũng như những người nào cần mà họ hiện nay họ đang sống một cách gọi là cũng như là bị gặp nhiều khó khăn trong cái cuộc sống của họ. Dạ. Yeah. Một câu hỏi cuối, Kimberly ở trong hội đồng thành phố Westminster cũng khá lâu, 8 năm, 2 nhiệm kỳ. Thì cái khác biệt giữa người thị trưởng trước đây, ông Tạ Chí và hiện nay đương kim thị trưởng có khác biệt không? Hay là theo như Kimberly nhận xét? Kimberly nghĩ rằng hiện giờ thì ông Nguyễn Mạnh Chí thì cũng hơi mới. Thì mình cũng, Kimberly đã nói rồi là một người nào lên thì mình ủng hộ người đó. Cái phần mà tranh cử thì nó xong rồi. Thì khi nào Kimberly cũng bắt tay làm việc và ủng hộ thì mình cũng muốn cho cái người đó có cơ hội. Thì họ làm 4 năm coi sao. Rồi thì sự khác biệt thì Kimberly cũng thấy là ông Nguyễn Mạnh Chí có vẻ là aggressive. Ổng có vẻ aggressive, ổng gõ búa nhiều hơn và ổng phải nói là ổng cũng lên tiếng mạnh mẽ hơn. Đúng hay sai thì đó, mỗi người một cái style khác nhau thôi. Dạ. Yeah. Câu hỏi liên quan, câu hỏi cuối đó là được biết là hôm qua là ngày chợ vàng mà biết yeah. là Kimberly đã ủng hộ cô Amy West, tại hồi nãy Kimberly có mention tên yeah. Amy West. Yeah. Hôm qua hình như là không có một người nào ở cái dự cái buổi đó. Dạ, thưa chính Kimberly, thì Kimberly rất là xin lỗi là vì cũng bị cảm, mà hồi nãy anh thấy Kimberly ho rất là nhiều đó. Thì hôm qua đó thì mình uống thuốc mà NyQuil thì ngủ, rồi cái lại nửa đêm mà uống cái đó thì đến lúc mà phải thức dậy 6 giờ rưỡi thì lại không nghe cái alarm, mà hơn nữa đó thì mình mở alarm mà người khác lại tắt thì nó làm cho mình lại ngủ quên. Thì Kimberly nghĩ rằng cái đó là lỗi của chính mình và mình rất là tiếc. Cái đó là cái sự thiệt thòi cho Kimberly, thật sự là như vậy. Khi mà Kimberly thức dậy một cái đó là cũng biết là mình còn rất là khàn tiếng và cũng rất là cũng như là còn bệnh, nhưng mà mình cũng muốn tới. Thì Kimberly có gọi cô thư ký thì cô nói là cũng là xong rồi. Dạ, thì Kimberly có gọi cho cô Amy và cho cô biết là Kimberly đã trả lời là yes với cô thư ký là mình sẽ có mặt. Thì mình được biết là chỉ có một mình cô Amy với Kimberly là sẽ có mặt thôi. Thành ra chỉ có hai người thôi thì mình cũng ráng hết sức mà mình ủng hộ, mà mình đi. Mình muốn đi chứ, tại lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ của Kimberly mà mình là người quốc gia không biết, mà chưa bao giờ sống với chế độ cộng sản, thành ra mình không biết cái lá cờ kia luôn. Dạ, thành ra thưa quý vị là Kimberly cũng rất tiếc là bị bệnh, mà đến giờ thật sự là cái bệnh này á, là nó không dứt ở chỗ là cả một tháng nay Kimberly bị bệnh mà nó không có hết ho, không hết cảm, không hết bệnh, là cứ tại vì cứ đi ra gọi là phải, anh biết là khi mà campaign là phải đi ra gắn bảng, rồi cũng phải đi với cả phái đoàn đi bộ rồi vân vân, thành ra cứ bị bệnh lại vậy đó. Thành ra rất thông cảm và xin quý vị thông cảm cho, và rất mong rằng quý vị hiểu cho Kimberly. Dạ. Một lần nữa Phú Việt Media Michael xin cảm ơn Kimberly đã chia sẻ và chúc nhiều may mắn trong năm nay và thành công trong cuộc trận ứng cử ha, coi như là tranh cử sắp tới. Cảm ơn Phố Việt Media rất nhiều có mặt ngày hôm nay. Và cảm ơn hai anh Kimberly, rất là vui khi mà được trò chuyện như thế này. Khi Kimberly làm giám sát viên thì chúng ta sẽ có cơ hội để Kimberly có thể update được tất cả những cái gì mình làm. Chứ không có để cho các anh phải đoán mà phải ngồi xuống và có những cái họp báo mà mặc dù nó ngắn, nó gọn nhưng mà nó đầy đủ. Và chúng ta sẽ có nhiều cái lúc gặp gỡ như thế này. Cảm ơn anh rất nhiều. Mong Phố Việt Media và quý khán giả nhà bầu cho Kimberly, cho giám sát viên đại học 1. Cảm ơn quý vị nha. Cảm ơn anh nhiều. Xin kính chào. Hey, Dương Văn Phong.
tranh thủ cái buổi sớm sáng trên địa bàn một xin chào bà trong ngày khai trương văn phòng tranh thủ và chia sẻ các cảm hứng của bạn. Rất là vui bữa nay thưa quý đồng hương, và tại sao lại có rất là nhiều đồng bào, rất nhiều dân cử của Quý Vị Điện Hạ một đã tới đây chung vui với Janet và chung vui với là team Janet để cho chúng ta khai trương văn phòng bầu cử. Và chúng tôi xin quý đồng hương, quý vị đã thương yêu Janet trong nhiều năm qua, 14 bầu cử là thưa quý đồng hương, và quý vị đã cho Janet cái cơ hội để đại diện cho quý vị là một người nghị viên của thành phố Golden Grove, giám sát viên của quận Cam, thượng nghị sĩ của đại học 36, dân biểu tiểu bang của đại học 42 và bữa nay là thượng nghị sĩ đại học 36. Và chúng Janet mong muốn là thưa quý vị cho Janet cái cơ hội trở về lại quận Cam, trở về lại hội đồng giám sát để chúng mình sát cánh nhau tranh đấu cho cộng đồng chúng ta và tranh đấu cho cư dân của đại học. Và quý vị đã thấy rồi, nhà báo của OC Register và các nhà báo của cộng đồng bản xứ đã nói lên cái sự tham nhũng, cái sự bài phế của các vị trong nhóm của bên tố thủ của Janet. Quý vị đã thấy rồi, mình đã trong nước tự do, mình phải làm việc cho cư dân, mình phải bảo vệ cho bữa nay cho cư dân và gia đình và tương lai của con em của chúng ta. Và Janet, quý vị đã thấy cái thành quả của Janet hồi lúc chúng tôi đã 7 năm rưỡi là một người giám sát viên văn phòng, là một người giám sát viên đầu tiên mở văn phòng phục vụ cộng đồng. Và trong năm cuối cùng mà Janet trong văn phòng, trong cuối cùng ở văn phòng phục vụ cộng đồng đó, có hơn 26.000 người cư dân ở địa hạt tới văn phòng đó xin giúp. Bữa nay thưa quý vị, cái văn phòng của quận Cam nó không phải như cái văn phòng phục vụ cộng đồng mà Janet vừa đã thành lập. Chúng tôi muốn trở về lại quận Cam để cho mình bảo vệ và tranh đấu cho quý vị và cho quý vị biết cái việc làm của một người giám sát viên phải làm gì, là bảo vệ cho cư dân, không phải là bảo vệ cho chính mình. Và chúng tôi mong quý vị cho Janet câu hỏi đó. Và quý vị cũng đã sẽ thấy trong bầu cử này á, một người giám sát viên, một người ứng cử viên đó, được quyền thắng được bầu cử sơ bộ là miễn sao một người đó nhận được 50% và một phiếu. Và quý vị cũng thấy á, bây giờ á, bên phía đối thủ của Janet họ tớp nhau và để muốn á, là quý vị chia phía. Mình mà chia phía là mình sẽ mất hết thưa quý đồng hương. Rồi chúng tôi mong muốn là quý vị đừng có nghĩ là quý vị biết cái người này, ứng cử viên người này hay là bạn bè của người này. Bữa nay á, bầu cử này á, là một cái bầu cử rất là quan trọng cho cộng đồng chúng ta. Nó sẽ nói lên đó là mình muốn đi trước hay là trở về lần sau. Và mình phải đoàn kết và đừng có chia phiếu. Mỗi phiếu của quý vị mình phải đoàn kết. Quý vị phải, mình muốn á, là gì? Một người có kinh nghiệm, một người đã có cái lịch sử và một người đã làm việc được trong cộng đồng và cho quý vị trong 20 năm vừa qua. Không phải là một người mà không có thắng được bầu cử này, không thắng được bầu cử nọ, hay là thành phố Westminster lộn xộn thưa quý vị, và quận Cam nó cũng lộn xộn. Xin quý vị giúp cho Janet. Janet từ hồi xưa giờ là một người ứng cử và một người dân cử, làm việc độc lập, làm việc im lặng, chỉ rất muốn làm việc cho quý vị thôi và không có đứng đó bài phế hay là đi nhóm này nhóm nhỏ. Thưa quý vị, quý vị đã thấy rồi. So Janet mong quý vị đã thương yêu Janet trong 20 năm rồi. Janet mong là một lần nữa quý vị sát cánh với Janet để cho mình thắng này cho tương lai của con em chúng ta và cho bảo vệ cho đời sống của chúng ta bữa nay. Và xin quý vị bỏ phiếu cho Janet Nguyễn, giám sát viên của quận Cam Hà Nội. Thưa bà, việc làm đầu tiên của bà mong là các cử tri chức vụ giám sát viên là điều gì bà cần phải làm trước? Chúng tôi sẽ bắt buộc quận Cam làm mấy việc. Một, mình phải coi lại mấy cái nhân khoản của quận Cam. Tại sao quận Cam nhân khoản hơn 9 tỷ đô la tiền đi đâu? Và tại sao bữa nay cái an toàn của cư dân á, quý vị cũng thấy á, mình đi thành phố Westminster, thành phố Golden Grove, nhiều người bị sợ ăn cướp. Tại sao quận Cam có hội đồng cảnh sát của quận Cam
để giúp được cho cư dân, mà tại sao cái nhân phận ở đâu. Và quý vị cũng thấy á, về homelessness, mấy người mà không có nhà ở, không có chỗ ở, tại sao mà quận Cam được mấy tỷ đô la của tiểu bang cho đi, mà tại sao giờ này càng ngày á, có nhiều người hơn mỗi năm á, đóng đếm phiếu mà mấy đếm số á, bao nhiêu người mà homeless á, nó càng ngày càng lên. So tiểu bang cho tiền quận Cam để lo về mấy cái việc đó càng ngày nhiều hơn mỗi năm, mà tại sao á, càng ngày cái số nó tiếp tục nhiều người mà không có nhiều người homeless hơn. Sau mình một á, mình phải coi mấy cái nhân khoản của quận Cam ra đâu. Thứ nhì, thưa quý vị, mình phải coi lại mấy cái tham nhũng ở quận Cam. Người nào được tiền, hay là mấy người đó có cái khả năng, có làm được việc hay không, hay là cái đó là một người mà ông giám sát viên đang bữa nay á đã cho là tại cái đó là con của ông, bạn bè của ông. Mình phải coi lại chứ quý vị. Và quý vị biết á, ông đối thủ của chúng tôi á là chánh văn phòng của ông ta. Xong mình thấy lại thưa quý vị, quý vị thấy là quý vị cho bữa nay á, mà quý vị thấy cái tham nhũng đó ở trong quận Cam được á, thì quý vị bỏ phiếu cho tốt hội thủ của Janet đi. Bởi quý vị muốn thay đổi cái direction của quận Cam á, xin quý vị giúp cho Janet đoàn kết, hợp tác nhau, đừng có cho cái phiếu của chúng ta bẻ đi. Bà có biết cái ngày bầu cử sơ bộ sắp tới không? Dạ, năm Tây tháng 4 thưa quý vị, và năm Tây tháng 2 á, là quý vị sẽ cái ngày đầu tiên á, phiếu bầu sẽ ra tới nhà quý vị. Rồi chỉ có còn 6 tuần nữa thôi, quý đồng hương. Ngày tháng 4 này tất cả mọi người nên là tham gia vào cái cuộc bầu cử sơ bộ. Dạ đúng, phải đi bỏ phiếu. Và quý vị cũng nhớ 2007 á, Janet Nguyễn thắng được chỉ có 3 phiếu thôi quý vị. Một gia đình ở trong cộng đồng chúng ta, nhờ một gia đình đã cho Janet cái cơ hội 20 năm sau làm được bữa nay. So xin quý vị á, là mình phải đi bỏ phiếu, phải nói lên cái sức mạnh của cộng đồng chúng ta, và mình phải nói lên cái đoàn kết của cộng đồng chúng ta, và mình phải nói lên đừng có cho chia phiếu. Và mình mạnh dạng, vì mỗi phiếu đó thưa quý vị là phiếu trong tay của quý vị, không có ai biết quý vị bỏ phiếu cho ai. Và chúng tôi cũng xin quý vị đừng có đưa phiếu của bầu của quý vị bất cứ cho người nào hết á. Tại sao quý vị đó sẽ nói là không sao nên đừng có lo, cái này là sẽ bỏ tới văn phòng bầu cử. Thưa quý vị, chúng tôi đã nghe được là bên tố phụ của Janet á sẽ mở cái phiếu bầu của quý vị ra, rồi sẽ em quý vị mà bỏ vô cho Janet Nguyễn á, thì sẽ bỏ vô cho một người thứ nhì nữa, rồi cái đó cái phiếu đó sẽ bị bỏ đi cho cái bầu cử đó. So xin quý vị đừng có cho cái phiếu của quý vị cho bất cứ người nào. Và thứ nhì á, cái phiếu bầu của quý vị á, quý vị không có được quyền nhận được tiền hay nhận quà để cho cái phiếu của quý vị, cái đó bất hợp pháp thưa quý vị, bất hợp pháp của tiểu bang. Và quý vị á, even though quý vị mà không biết á, tiểu bang mà biết được á, là có mấy cái việc này á, thì tiểu bang sẽ prosecute mọi người nào mà đi nhận tiền. So quý vị xin đừng có cho mấy người đó dụ quý vị, và nói cho quý vị đừng có lo. No quý vị, chúng tôi không có muốn quý vị bị cái gì hết á trong cái bầu cử này, because mình phải nói lên cái sức mạnh của cộng đồng chúng ta. So Janet xin quý vị đừng có cho phiếu của quý vị. Và quý vị có biết người nào mà gọi quý vị mà muốn cho quý vị tiền hay gì đó, quý vị gọi văn phòng của Janet 714-786-8800, 714-786-8800. Quý vị cho Janet Nguyễn biết và văn phòng biết, và chúng tôi sẽ gọi cho bầu cử văn phòng bầu cử tiểu bang và văn phòng bầu cử của quận Cam, và also report to cảnh sát luôn thưa quý vị. So xin quý vị cho chúng tôi biết, because cái này, cái bầu cử này á, they sẽ do whatever it takes to quý vị. They sẽ làm anything để cho mình thua. So chúng tôi mong là quý vị cẩn thận và lưu ý về mấy cái việc này trong cộng đồng này, trong cái bầu cử này.
Xin cảm ơn sự chia sẻ của bà và chúc bà cũng là đạt được nhiều may mắn trong kỳ tranh cử lần này. Dạ, xin cảm ơn. À, xin bà cho biết rằng cái cuộc bầu cử sơ bộ lần này đó là chỉ cần 50% bà cộng một phiếu là coi như thắng cử luôn hay là phải đi vào cái vòng là chung coi như là chung cuộc nữa thưa bà? Dạ, sơ bầu cử của hội đồng giám sát đó, cho cái quyền đó là if một người ứng cử viên nào mà lấy được 50% plus một phiếu đó là không có cần đi bầu cử tháng 11. Dạ, và trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta thì trong mấy năm vừa qua có những sự quan tâm là chưa có một cái trụ sở cộng đồng đó hay là một cái nơi sinh hoạt, thì với tư cách là người đứng đầu của cái cơ quan quận hạt, nếu như mà thắng cử thì bà có một cái phương án nào đó để mà xúc tiến cái việc đó không thưa bà? Dạ, thưa anh và thưa quý vị, absolute cộng đồng chúng ta đó đã gần hơn 50 năm rồi, mình phải có một cái trung tâm cho cộng đồng. Và trung tâm đó mình sẽ bỏ một là một cái văn phòng, trong đó là cái một cái văn phòng để giúp cho cư dân, và trong cái đó là một cái văn phòng để nói về cái lịch sử và cái văn hóa của người Việt Nam chúng ta, because mình không có muốn là con em của chúng ta quên và không có biết về cái lịch sử đó, văn hóa đó. Và mình cũng phải nhớ là có tiếng Việt là sẽ có người Việt, và mình muốn con em chúng ta đó học được và hiểu được và nói được tiếng Việt luôn. Rồi mình mong là tương lai của người Mỹ gốc Việt sau chúng even sau Janet Nguyễn đi luôn á, mình muốn là con em chúng ta nói lên và tiếp tục bảo vệ cho người Việt Nam, nước Việt Nam và đồng bào và con em của chúng ta ở đây. But only we can do that if they hiểu biết cái sự hy sinh của ông bà đã đi trước chúng ta, tại sao các em đó ở nước tự do. Mình phải cho các em đó hiểu biết cái việc đó, và một cái trung tâm á cho nước, cho người Việt Nam chúng ta rất là quan trọng. Dạ thưa bà, thì hôm cách đây mấy tuần thì một cái tờ báo Osirister, ngay cả một cái tờ LAX cũng có đặt cái vấn đề đối với một vị đang là giám sát viên hiện nay cũng là một người Việt Nam, là ông Andy Đỗ, thì có nhiều cái nhận xét cho rằng có những cái sự khuất tất. Thì bây giờ nếu mà ra ứng cử với cái vị trí để mà thay thế ông Andy Đỗ, thì bà có một cái lời nói nào đó mạnh mẽ để mà cho cộng đồng biết rằng cái cách làm của ông Andy Đỗ như vậy là đúng hay là sai, để mà đồng hương hiện giờ đang rất là hoang mang, đang rất là bối rối thưa bà? Dạ, thưa anh và thưa quý vị cũng biết là ông Trần Thái Văn là chánh văn phòng của ông Andy Đỗ. So ông Văn với Andy Đỗ giống hệt nhau thôi, là chỉ có một người thôi thưa quý vị. Và chúng tôi mong là mình phải tới quận Cam, không có cho được cái tham nhũng nữa, không có việc làm mà bè phái nữa. Mình phải đem cộng đồng chung nhau, mình phải hợp tác nhau, và không phải chỉ trong cộng đồng chúng ta không, mà trong cộng đồng bản xứ luôn thưa quý vị. Và chúng tôi sẽ mong là chúng tôi tới được quận Cam để mình coi lại hết mấy cái giấy tờ ở quận Cam, coi lại cái tiền của quận Cam đi đâu, cho người nào, và người đó có cái kinh nghiệm và có làm được việc cho quận Cam và cho cư dân của người của quận Cam hay không. Và vừa rồi thì ở trong quận á thì cũng còn rất là nhiều các cái vấn đề, ngay cả những vấn đề homeless, thì bây giờ thì để mà giải quyết dứt điểm cái vấn đề này là như thế nào thưa bà? So tiểu bang Cali với lại liên bang cho cái nhân khoản cho quận Cam để lo về mấy cái việc này. Và mình phải coi lại hết mấy cái danh sách của quận Cam đã xài tiền ở đâu. It really comes down to tiền để xài đâu. Giống như mình nói là if anh mà quý vị có một chiếc xe, mà quý vị phải đem chiếc xe đó tối ngày, mỗi ngày đi sửa, và sửa xong nó cũng bị hư, không có lái được. Quý vị lúc nào mà quý vị sẽ nói là thôi bán cái xe đó đi để đi kiếm xe khác, tại mình tối ngày tiếp tục bỏ tiền vô trong một chiếc xe mà nó hư rồi. That's the same thing as cái chính phủ. Mình phải coi lại mấy cái việc làm của hội đồng giám sát về homelessness có hữu quả không. Right now nó không có hữu quả, không có hiệu quả. Hiệu quả là tại sao? Mình thấy rồi, càng ngày nhiều người homeless hơn nữa, even though tiểu bang tiếp tục cho tỷ đô la cho hết quận. Tiểu bang không đã cho hơn 20 tỷ đô la cho nguyên cái tiểu, cho mấy cái quận ở trong tiểu bang Cali trong 2-3 năm mới đây. Thưa bà, vừa rồi thì cũng có những cái thông tin nói rằng Janet Nguyễn cũng
có cái người chị gì đó có liên quan, rồi trước đây cũng có những cái funding liên quan cái vấn đề đó, thì thực hư nó như thế nào thưa bà? Không có. Chị Đế Nguyễn không có một người trong gia đình nào á mà nhận được mấy triệu đô la hết á. Cái đó là mấy cái người đó vu khống để cho quý vị á màng mà, để cho quý vị ô bây giờ ô chị Đế Nguyễn luôn. No, thưa quý vị, if quý vị nghĩ á mà chị Đế Nguyễn làm như vậy á đã lên trên báo rồi. Quý vị đừng có nghĩ cái đó là cái vu khống, cái đó không có sự thật. Trước đây thì khi mà bà bước vào cái vai trò giám sát viên quận 1 á, lần đầu tiên thì có Trung Nguyễn đó, cái lần chiến đấu thì cũng rất là dữ dội, lần này thì nhiều người nhận định rằng nó còn gấp mấy lần cái đó nữa. Như vậy thì bà có chuẩn bị sức khỏe hay là tài lực hay là nhân sự như thế nào để mà ứng cử lần này thưa bà? Cái sức mạnh của Jen là từ trong cộng đồng và từ quý đồng hương, nhờ cái sự thương yêu của quý vị, cái sự sát cánh của quý vị, là nhờ cái việc đó là Jen có cái sức mạnh để tranh đấu. Và cái tranh đấu này không phải là tranh đấu cho Jen Nguyễn, cái này tranh đấu á cho tương lai và cho đời sống của chúng ta bữa nay. Và quý vị thấy á cái bè phái và cái tham dụng á của ông Andrew Đỗ và ông Trần Thái Văn á, nếu quý vị thấy cái đó được á thì quý vị đừng có bỏ phiếu cho Jen Nguyễn. Nếu quý vị muốn thay đổi cái bè phái và cái tham dụng á thì quý vị giúp cho Jen đi trở về lại quận Cam, cái địa hạt mà Jen Nguyễn đã đại diện hơn 20 năm rồi thưa quý vị. This is the moment á, cộng đồng á. This is the moment á. We have to be true to ourselves. Either mình đứng lên mạnh dạn nói là không được nữa. Và mình đừng có say qua để nghĩ ô mình không có muốn biết đâu, phải không? No quý vị, cái này ảnh hưởng cho tương lai của quý vị, đời sống của quý vị bữa nay. Quý vị có muốn mở một cái tiệm mà bị hăm dọa không? Không. Quý vị muốn á là có cái an toàn để cho con em của quý vị và cho chợ của quý vị, tiệm của quý vị mở mà không có được mấy, không có mấy người homeless đứng ở ngoài đường hay đứng ở trước cửa của tiệm của quý vị. That's when, this is the moment to quý đồng hương, we have to unite. Đừng có chia phiếu, giúp cho Janet. Và cái phiếu đó là chỉ có quý vị biết là quý vị bỏ phiếu cho ai thôi. Vâng, rất là cảm ơn bà chia sẻ ngày hôm nay, giúp bà thật nhiều sức khỏe và may mắn. Dạ. Cảm ơn Janet rất nhiều nha. Cảm ơn Janet rất là nhiều, chúc bà thành công. Dạ. Hi Janet, I'm Brian.